Nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2022, sáng nay Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng lãnh đạo huyện Hòa Vang đã đến đặt vòng hoa dân hương tại công viên văn hóa bia chiến tích Gò Hà, xã Hòa Khương tại đây bí thư thành ủy nguyễn văn quảng và lãnh đạo huyện hòa vang đã kính cẩn đặt vòng hoa với dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ và dân hương dành phúc mặc niệm bày tỏ lòng thanh kính và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân gò hà là địa danh gắn liền với trận đánh của lực lượng vũ trang địa phương khi lần đầu tiên trên chiến trường quân khu năm đã tiêu diệt được một đại đội lính thủy đánh bộ của mỹ trong công sự vững chắc dịp này bí thư thành ủy nguyễn văn quảng và lãnh đạo huyện hòa vang đã trồng cây lưu niệm trước công viên văn hóa bi chiến tích gò hà